Đây là một bài viết siêu mặn, nói về một vấn đề cũng siêu mặn, từ một người viết cũng siêu mặn luôn. Cuộc cách mạng này đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra ở Việt Nam, dù chúng ta muốn hay không. Bằng chứng mạnh mẽ nhất cho điều này chính là việc bạn bấm vào video và xem đến đoạn này. Giới trẻ của chúng ta đã tiến được một bước xa hơn từ thời cha ông chúng ta. Khoảng cách xa này có thể tính ước lệ tượng hình bằng độ ngắn chiếc váy của một cô nàng thời hiện đại so với độ dài của chiếc áo dài truyền thống thời bao cấp. Trong tương lai, chiếc váy có ngắn hơn nhiều hay không thì vẫn chưa rõ. Nhưng có một điều giới trẻ chúng ta phải nhận thức được sau bài viết này, cái váy đã, đang và sẽ ngắn hơn nữa. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu qua bài viết siêu mặn này. Xuất phát điểm, mọi điều đều có nguồn cơn của nó. Cuộc cách mạng này cũng thế. Một số comment trên Facebook hay YouTube thường khẳng định khuynh hướng tình dục ở Việt Nam hiện tại là từ phương Tây và nó là văn minh, hiện đại. Điều này không sai, nhưng nó chưa đúng lắm và nhiều phần là chém gió. Mọi thứ bắt đầu vào những năm 60 đến 70 ở nước Mỹ xa xôi. Có nhiều bài viết về điều này, nhiều bài tranh luận nhưng đều đi đến câu chốt, trách nhiệm thuộc về Sigmund Freud. Dành cho những ai chưa rõ, Sigmund Freud là cha đẻ của bộ môn phân tâm học thân thương. Bộ môn này thì đề cập đến nhiều thứ, nhưng có những quan điểm cơ bản của nó tác động sâu vào nền tảng triết học và quan điểm về tình dục của người Mỹ đương thời. Đơn cử là quan điểm coi tình dục là nhu cầu tự nhiên, giống như ăn và ngủ của con người. Thập niên 1960 báo hiệu một nền văn hóa mới là tình yêu tự do, với hàng triệu thanh niên mang đặc điểm hippie và khuyên răn về sức mạnh của tình yêu và vẻ đẹp của tình dục là một phần tự nhiên của cuộc sống bình thường. Hippie cho rằng tình dục là một hiện tượng sinh học tự nhiên, do đó không nên phủ nhận hoặc kìm nén. Tự do tình dục báo hiệu những đặc điểm mới trong thử nghiệm tình dục mở trong và ngoài hôn nhân, tránh thai, khỏa thân nơi công cộng và tự do phá thai. Nhà sử học David Allen cho rằng cuộc cách mạng tình dục là một giai đoạn công khai về tình dục trước hôn nhân, thủ dâm, nghệ thuật tượng hình tình dục, tác phẩm khiêu dâm và tình dục. Tại đó, con người hướng đến tình dục nhiều hơn là tình yêu, sự thỏa mãn về thể xác hơn là các nghĩa vụ về đạo đức và tinh thần. Wow, điều này đúng hay sai thì còn phải xét. Nhưng hệ quả đau đớn của nó là sự bùng phát đại dịch AIDS vào những năm 1980. Kéo theo đó là cả một thế hệ Mỹ đặt việc trịch lên hàng đầu, coi việc kiếm bạn tình để trịch cũng tựa như việc kiếm đồ ăn để ăn, kiếm nhà xí để ị hay kiếm cái giường để ngủ vậy. Họ trịch khắp mọi nơi, trong nhà, ngoài nhà, trên sàn, trên giường, ở trường học, trong bệnh viện, hồ bơi, bãi biển, cơ quan, nhà vệ sinh, vân vân. Trịch với bất kỳ ai, trịch với cả người lạ, trịch cả người quen, trịch với cả người yêu cũ, trịch cả với sếp, trịch vợ sếp, trịch cả bạn thân, trịch cả vợ bạn thân, trịch bạn thân của vợ, trịch cả mẹ của bạn thân, vân vân. Rồi trịch với rất nhiều hình thức, tự trịch, trịch người khác giới, trịch với người đồng giới, trịch tập thể, trịch từ xa, trịch trong tư tưởng, trịch với nhiều đồ vật, trịch với nhiều loài. Cái này thì à mà thôi. Không chỉ dừng lại đó, dân tộc Mỹ thì tử tế và tốt bụng, người Mỹ thì không thích giữ văn hóa trịch cho riêng mình. Các nhà văn hóa Mỹ nghĩ là một thế giới cùng nhau trịch thì sẽ phê hơn nhiều, nên họ đã bỏ điều này vào nội hàm của cụm từ nhân quyền và họ muốn đi ban phát chúng. Ngoài việc thả bom xuống một số nước chống đối ra, thì đấu tranh cho trịch quyền cũng là một trong những điều họ hướng tới. Không chỉ các nước châu Á, các nước châu Âu mới là nạn nhân đầu tiên của trịch quyền. Tác phẩm Hạt cơ bản của tác giả Pháp Michel Houellebecq mỉa mai đầy chua xót về cuộc cách mạng chết tiệt này của người Mỹ mang đến. Điểm đáng chú ý ở đây là tác giả là người Pháp, một đất nước mà giới trẻ Việt Nam vẫn hằng ngưỡng mộ về sự lãng mạn và thơ mộng. Sự lãng mạn và thơ mộng của mẫu quốc Pháp có lẽ đã bị ảnh hưởng ít nhiều sau khi trịch quyền của người Mỹ cập bến đất nước yêu thương của họ. Những năm 1960-1970 ở phương Tây, tỷ lệ ly hôn tăng nhanh, tỷ lệ sinh sản giảm mạnh. Con người được hưởng thụ, được giải trí trong hoàn cảnh các giá trị gia đình lỏng lẻo, tình cảm nhạt nhòa, sự bảo tồn nòi giống trở nên đáng báo động. Cuốn sách tràn ngập thông điệp, nền văn minh phương Tây xuống dốc từ cách mạng tình dục mà cứ tưởng là mình đang làm cách mạng giải phóng con người. Thỏa mãn tình dục một cách quá đáng chỉ đưa đến trống rỗng và bế tắc. Theo Wikipedia và lạy Chúa, trịch quyền đã đến Việt Nam nhiều năm trước. Sự khác nhau này có được là do Việt Nam có một chút hơi bầy nhầy về văn hóa, cộng thêm sự khác biệt chút xíu về chính trị. Lịch sử thì hào hùng nhưng cũng đầy đau thương, con người Việt Nam thì cũng khó đoán hơn. Tóm lại là thật khác biệt. Bằng chứng là chúng ta không lao vào đóng phim sex điên cuồng như Nhật Bản. Tờ New York Times từng đưa ra kết quả thống kê gây sốc như sau. Cứ 200 người phụ nữ Nhật có ít nhất một người từng xuất hiện trên phim người lớn. Và hàng năm, số lượng tân binh tham gia vào ngành công nghiệp này là 10.000. Ngoài ra, số lượng phim người lớn được phát hành hợp pháp tại Nhật thì lên đến hơn 35.000, gấp đôi số lượng phim được phát hành hợp pháp tại Mỹ. Chúng ta cũng không biến mại dâm thành đặc sản trên đất nước mình như Thái Lan. Các phố đèn đỏ đã trở thành một hình ảnh đặc trưng tại Thái Lan cả đối với người Thái và với khách du lịch quốc tế. Theo tổ chức World Outreach International, những năm qua, trung bình mỗi năm có đến gần 4,2 triệu du khách nam đến đất Thái vì sex. Trong khi đó, tổ chức chuyên điều tra thị trường chợ đen toàn cầu Havoscope thì cho biết ngành công nghiệp sex của Thái Lan có ít nhất là 250.000 người tham gia bán dâm. Một nghiên cứu khác của Đại học Chulalongkorn cho biết các phố đèn đỏ đã tạo công ăn việc làm cho hơn 2,8 triệu người tại Thái Lan.
trong đó có hơn 2 triệu phụ nữ, hơn 20.000 nam giới và hơn 800.000 người chưa đủ 18 tuổi. Thống kê này bao gồm mọi loại công việc có liên quan đến các phố đèn đỏ, từ người bán dâm, bảo kê cho đến người lao công trong các nhà chứa. Nhưng chúng ta cũng không hề kém cạnh, mặc dù không sôi nổi bằng các nước bạn, thì chúng ta vẫn nên có đôi chút tự hào vì thành tựu của cuộc cách mạng ngầm này gây ra. Google Trends là trang thống kê thói quen tìm kiếm của người sử dụng công cụ Google Search trên toàn thế giới và bắt đầu đếm truy cập từ năm 2004 tới nay. Kết quả cho thấy, nếu trong các năm 2005-2006, Việt Nam chưa hề có tên trong top 10 các nước tìm kiếm sex nhiều nhất, thì từ năm 2007 đến nay, chúng ta đã vượt qua Ấn Độ, Ai Cập, hai quốc gia có tỷ lệ người tìm kiếm sex nhiều nhất trên Google. Hiện nay, Việt Nam đang đứng thứ 6 trong top 10 trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2013. Hoặc thông tin này, theo báo cáo mới công bố của Tổ chức Y tế Thế giới, nước có số ca phá thai cao nhất toàn cầu là Trung Quốc, 7,93 triệu ca. Thứ hai là Nga, 2,28 triệu. Việt Nam ở vị trí thứ ba với 1,52 triệu ca. Thống kê từ hai bệnh viện phụ sản lớn nhất khu vực phía Nam là Từ Dũ và Hùng Vương, số lượng phụ nữ nạo phá thai những năm qua gần như không giảm. Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ti, Phó khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ cho biết, năm 2016, bệnh viện tiếp nhận 27.154 ca phá thai, riêng 6 tháng đầu năm 2017 có 14.159 ca phá thai ở trẻ vị thành niên, hơn 1.000 ca, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 80 ca đến bỏ thai. Chao ơi, tự hào dân tộc làm sao khi mà những thứ tốt đẹp khác thì xếp bét bảng, còn những thứ như thế này thì lại luôn đi hàng đầu thế giới và khu vực. Quay trở lại nhịp chính của bài viết, sự hình thành và phát triển của cuộc cách mạng tình dục ngầm ở Việt Nam, nó bắt đầu từ khi nào và hiện tại nó đang ở đâu? Chắc chắn là không phải thời bao cấp chưa đủ ăn rồi. Ít nhất là sau đó nhiều năm, từ năm 1986 Việt Nam mới bắt đầu mở cửa, 95 thì Việt Nam vào ASEAN, 98 thì vào APEC. Chính Internet mới là thứ thuốc thánh thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng tình dục đang âm ỉ cháy le lói từ thời bắt đầu mở cửa ở Việt Nam. Internet tại Việt Nam được coi như chính thức bắt đầu từ cuối năm 1997. Ngày 19 tháng 11 năm 1997 là ngày đầu Việt Nam được hòa vào mạng Internet toàn cầu, theo Wikipedia. Nhưng thứ thuốc thánh này vẫn chưa đủ đô nếu không có sự mở cửa mạnh mẽ của Việt Nam. Ngọn lửa có lẽ bùng cháy mạnh nhất vào đúng lúc Việt Nam gia nhập WTO ngày 11 tháng 7 năm 2007 sau 11 năm đàm phán. Bằng chứng là từ khóa tìm kiếm sex bùng phát lại đúng vào năm 2007 trở đi. Từ điều tra quốc gia về thanh niên Savi 1 năm 2003 đến Savi 2 năm 2009, tuổi quan hệ lần đầu của thanh niên cũng đã giảm gần 1,5 tuổi xuống còn 18,1 tuổi. Cũng theo Savi 2, 37% thanh niên đồng ý quan hệ tình dục chỉ cần hai bên tự nguyện mà không cần phải yêu nhau hay đi đến hôn nhân. Điều này hẳn là liên quan mật thiết đến sự thật sau đây. Tháng 11 năm 2009, tuyến cáp quang biển AAG, Asia American Gateway, chính thức được đưa vào vận hành. Tuyến cáp liên Á, IA Intra-Asia, cũng được đưa vào hoạt động với tổng dung lượng ban đầu 320GB trên giây, theo Wikipedia. Như vậy là cuộc cách mạng tình dục ở Việt Nam liên tục có những tiến triển tốt nhờ vào chính sách mở cửa của chính phủ và sự phát triển của mạng Internet ở Việt Nam. Đến cuối năm 2016, Internet Việt Nam kết nối quốc tế thông qua tuyến cáp quang biển mới là APG. Theo thống kê của Statista, năm 2018, Việt Nam hiện có 55,19 triệu người dùng Internet. Song phim, Internet Việt Nam đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ban phát trịch quyền của nó đến với người dân Việt Nam. Thành tựu và hệ quả tương lai. Điều dễ thấy nhất là quần áo của phụ nữ Việt thì ngắn đi trông thấy. Trong các câu chuyện thường ngày thì sex là chủ đề thường xuyên hơn. Một vài chuyên gia ra đời, tư vấn viên, họ bán được bao cao su, bán thuốc tránh thai, bán thuốc cương dương, xâm nhung bổ thận gì đó và thậm chí là cả bán dâm luôn. Mặt tốt của nó thì chỉ những cái đầu móng tay bé tí ti, còn mặt tác hại của nó thì lại là một cục đàm ứ họng ở cổ của cả dân tộc Việt Nam mong có ngày được khạc ra. Để viết đoạn này, tôi sẽ cố gắng tách cái ý thức hệ chết tiệt của mình ra và viết sao cho nó có lý nhất. Và tôi cũng hy vọng rằng những người trẻ đang đọc bài viết của tôi cũng cố gắng thử một lần gác lại cái ý thức hệ của mình sang một bên và cố nghĩ xem mình đang đứng ở chỗ quái nào trong sự phát triển của cuộc cách mạng ngầm này. Để một lần thay đổi ý thức hệ của mình, bạn hãy thử tưởng tượng vào năm 2033. Bạn năm nay 35 tuổi, là một người bố và có một vài đứa con. Hãy cố thử hình dung xem bạn sẽ nghĩ điều gì nếu như biết đứa con gái thân yêu của mình biết mùi trịch từ năm 14 tuổi với một thằng bạn cùng lớp. Mặc áo mà như không mặc, xen ảnh vếu của nó cho bất kỳ thằng con trai nào trên Zalo nó gặp để gã gẫm. Quan hệ với nửa đội bóng rổ ở trường, vài năm nữa lên đại học thì đòi sống thử với bạn trai của nó, thậm chí gang bang với vài thằng đực ở đại học, friend with benefits với thằng bạn thân cấp 3 của nó, chat cam với Zamba thằng Tây. Rồi một ngày bạn thấy nó ở trên bộ phim đen bạn đang xem. Bạn biết đó, nó sẽ si đa sớm thôi, nếu không thì cũng vô sinh hoặc đi khám phụ khoa sớm. Và điều này thật sự thì nó rất là bullshit. Giờ lật lại, thằng con trai 14 tuổi yêu quý của bạn, trong máy của nó thì cả 100GB phim đen. Bạn sẽ không muốn nó trịch nửa cái lớp cấp 3 và trịch tất cả bạn nữ ở đại học mà nó gặp. Thỉnh thoảng còn phang cả mẹ của bạn nó và bạn thân của nó. Gang bang thì như cơm bữa và đậu, nó gần như quan hệ với bất kỳ thứ gì có lỗ và thở được. Thôi nào, nó sẽ sớm kiệt sức và đi chạy thận thôi. Khả năng cao là sida, lậu hoặc giang mai nữa. Một xã hội như vậy hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai, khi mà những điều đó đã và đang xảy ra ở nước Mỹ, một số là ở Nhật Bản. Hậu quả của nó sẽ đau đớn lắm, dừng lại ở Zamba cái clip 9GB của Hera
hay vụ phốt đi tù của Hoàng Thùy Linh đâu. Rồi bỗng một ngày mở mắt ra, những thứ bạn nghĩ là văn minh nhân loại hóa ra vớ vẩn vờ cờ lờ. Bạn muốn dứt ra khỏi nó nhưng không được. Bạn lệ thuộc vào nó, được nó mớm cho ăn từng ngày và dần hút cạn hết thời gian và sức lực của bạn. Kết bài, tôi chỉ muốn nhắn nhủ, tình dục thì đúng là hay ho thật, nhưng không phải là thứ hay ho duy nhất. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Hoặc nếu các bạn không thích bài viết này, các bạn cũng có thể đăng nhập vào spyroom.com để cãi nhau với tác giả. Còn mình chỉ là thằng đọc thôi. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.